Và tiếp theo là một thông tin về một người đẹp cũng được rất nhiều người dân yêu quý trong thời gian qua, đó chính là Hơ Hèn Niê. Mới đây thì cũng có những tranh cãi về tên gọi của cuộc thi, là cuộc thi Miss Peace Việt Nam 2022, là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, chính thức cũng sẽ được diễn ra vào ngày 11 tháng 9 tại Đà Nẵng với rất nhiều đổi mới trong khâu tổ chức. Và trong buổi họp báo khởi động giai đoạn 2 của cuộc thi vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, thì ban tổ chức cũng đã công bố các thành viên, ban cố vấn, ban giám khảo, ban tổ chức, đại sứ. Trong đó thì Hoa hậu Hơ Hèn Niê cũng sẽ được bổ nhiệm làm giám khảo kiêm đại sứ của Miss Peace Việt Nam 2022. Tại buổi họp báo, trong cương vị mới, Hoa hậu Hơ Hèn Niê cho biết cô mong muốn được lan tỏa thông điệp Miss Peace Việt Nam hướng đến như là bảo vệ môi trường biển, chống bạo lực gia đình, bảo vệ người yếu thế, quyền trẻ em đến cộng đồng. Trong suốt 5 năm qua thì Hơ Hèn Niê được biết đến với rất nhiều những hoạt động thiện nguyện truyền cảm hứng. Gần đây nhất thì cô lần đầu tiên đã lấn sân sang diễn xuất với vai trong bộ phim hành động có kinh phí khủng lên tới 60 tỷ đồng. Phát đạn của kẻ điên của đạo diễn Lương Đình Dũng. Được biết, các giám khảo còn lại của cuộc thi này gồm có nhà thiết kế Sĩ Hoàng, trưởng ban, nhạc sĩ Huy Tuấn, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, tiến sĩ Trần Yến Chi. Vòng bán kết dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 9 và chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 9 tại Đà Nẵng.